At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với những nội dung mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Nam Phi mong muốn Việt Nam đầu tư sản xuất xe điện và pin. Phó Tổng thống Nam Phi đã gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam và Nam Phi trong lĩnh vực xe điện, viễn thông, dược phẩm, nông sản. Ông đánh giá cao tiềm năng hợp tác hai nước trong những lĩnh vực này. Mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Matsithi đến chào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Nam Phi diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước chúc mừng Nam Phi vừa qua đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 và sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20 vào năm 2025. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Paul Matsithi. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên của trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở quan hệ gắn bó mật thiết giữa Việt Nam và Nam Phi đã được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển với Nam Phi, mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ. Vui mừng lần đầu tiên đến Việt Nam và châu Á, Phó Tổng thống Paul Matsithi cho biết Việt Nam và Nam Phi có nhiều điểm tương đồng để cùng hợp tác phát triển. Nam Phi coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Phó Tổng thống nhấn mạnh, hai bên đã rà soát đánh giá tình hình hợp tác thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai kết quả đạt được sau chuyến thăm Nam Phi của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào tháng 9 và xác định phương hướng hợp tác thời gian tới. Phó Tổng thống Nam Phi cho biết, Tổng thống Nam Phi mong có dịp được gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch nước về biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và hợp tác Nam-Nam. Đánh giá cao vị trí cửa ngõ quan trọng của mỗi nước ở hai khu vực, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Tổng thống Paul Matsithi nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam với Liên minh châu Phi và Nam Phi với ASEAN. Bên cạnh đó, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo và chuyển đổi số, kinh tế xanh. Đây là những lĩnh vực còn nhiều dư địa, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của hai nước. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp mỗi nước tăng cường gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác. Tại buổi tiếp Phó Tổng thống Paul Matsithi, Phó Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và xác định Nam Phi là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Phi. Nam Phi hiện là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Trao đổi thương mại hai nước những năm gần đây đạt trung bình 1,2 tỷ đô một năm. Về đầu tư, Nam Phi đầu tư tại Việt Nam khoảng 0,62 triệu đô và Việt Nam đầu tư khoảng 8,16 triệu đô vào Nam Phi. Thủ tướng đề nghị Nam Phi làm cầu nối cho hợp tác giữa ASEAN với Liên minh châu Phi cũng như với cộng đồng kinh tế khu vực. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Nam Phi phát triển quan hệ với ASEAN một cách hiệu quả, thực chất. Phó Tổng thống Paul Matsithi cho biết, các lãnh đạo bộ ngành Nam Phi tháp tùng đã có một số cuộc làm việc với lãnh đạo bộ ngành Việt Nam để trao đổi về phương hướng hợp tác cụ thể. Phó Tổng thống Nam Phi đã gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam và Nam Phi trong lĩnh vực xe điện, viễn thông, dược phẩm, nông sản, vật liệu xây dựng, gốm sứ. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Paul Matsithi hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Trên cơ sở kết quả 30 năm qua, Việt Nam và Nam Phi sẽ tiếp tục tìm những hướng đi, cách làm mới, động lực mới để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong 30 năm tới. Về hợp tác kinh tế, thương mại, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo an toàn, tin cậy, khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để mặt hàng của hai nước thâm nhập vào thị trường của nhau. Trong đó có việc đàm phán ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực có tiềm năng. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, cấp học bổng cho sinh viên và có chính sách tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho công dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng GETP, cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai huy động nguồn lực tài chính, nhất là trong 5 lĩnh vực chuyển đổi. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.